Thưa quý vị, Andrew McCabe, cựu phó giám đốc FBI bị sa thải. Andrew McCabe, cựu phó giám đốc FBI bị Tổng thống Donald Trump đả kích và vừa bị Bộ trưởng Tư pháp sa thải, đã giao cho đội ngũ điều tra viên của công tố viên đặc biệt Robert Mueller những ghi chú cá nhân mô tả những tương tác với Tổng thống, tương tự như những gì ghi chú của cựu giám đốc FBI bị sa thải James Comey. Những ghi chú của ông McCabe bao gồm những chi tiết về những lần tiếp xúc của riêng ông với Tổng thống. Những ghi chú này cũng kể lại các cuộc nói chuyện khác nhau giữa ông với ông Comey, người đã ghi chép lại các cuộc gặp gỡ với ông Trump khiến ông cảm thấy bất an. Dù không rõ chính xác ông McCabe viết gì trong những ghi chú này, chúng có thể giúp chứng thực tuyên bố của ông McCabe rằng ông đã bị tòa bạch ốc bôi nhọ trong điều mà ông nói là một cuộc chiến của họ nhắm vào cuộc điều tra của FBI và ông Mueller.